lời thưa. Tập sách này do một nhóm Phật tử và thiền sinh biên soạn nhân dịp Hòa Thượng Kim Triệu Kipapanyo được 65 tuổi hạ và 85 tuổi đời, với mục đích duy nhất là để bày tỏ lòng tri ân lên một bậc tu hành đã trọn đời hết lòng cho đạo pháp. Đây chỉ là vài góc nhặt đơn sơ từ các lời chia sẻ trung thực giữa thầy và trò, hoặc từ những cảm nghĩ chân phương của trò về thầy, nên nội dung sách có phần nào hơi riêng tư và giới hạn. Ước mong trong tương lai, các bậc tôn túc sẽ hợp soạn một quyển tiểu sử đúng nghĩa hơn với công đức và tầm vóc về sự nghiệp hoằng pháp của ngài. Chỉ mong tập sách nhỏ này là món quà tinh thần của học trò kịp dâng lên thầy lúc còn hiện tiền, để thầy được hoan hỷ nhìn thấy phần nào hoa trái của những nhân lành mà thầy đã không ngừng gieo rải suốt gần 70 năm hành đạo. Nguyện cho những tâm niệm của ngài cũng như của những người đã có duyên gặp ngài qua những trang sách này sẽ đem đến cho độc giả một góc nhìn gần gũi hơn về cuộc đời hành đạo của một vị chân tăng, đồng thời cũng cống hiến cho Phật tử khắp nơi một nguồn cảm hứng an lành trên bước đường tu tập giáo pháp của Đức Phật. Nhóm học trò và thiền sinh của ngài, mùa lễ Tam Hợp Về Sát 2014, Phật lịch 2558.